vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2019 tại nhà hàng Sắc An Khang, số 1 Phạm Viết Thắng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Họp Mặt Mùa Xuân, một sự kiện giải trí được chào đón và chờ đợi nhất, nơi gặp gỡ của những gương mặt thân quen của câu lạc bộ Hát Với Niềm Đam Mê Anasa. Với không gian trang trọng hoành tráng, chương trình ca nhạc sôi động và hấp dẫn, quy tụ nhiều giọng ca đi cùng năm tháng của câu lạc bộ Hát Với Niềm Đam Mê Anasa Phạm. Thành viên tham dự sẽ được những phần quà từ chương trình xổ số may mắn, gồm 2 tay phơi, 2 đồng hồ thời trang, 2 phần quà trị giá 50 USD và một giải đặc biệt trị giá 100 USD được Anasa Phạm trao tặng. Đây là món quà mà Anasa Phạm muốn dành tặng cho bạn bè thân hữu trong dịp cô về thăm quê hương. Ban tổ chức chương trình Anasa Phạm, Tuấn Nguyễn, Trang Lê, Quốc Hưng Võ, Trần Xuân Nghĩa và Mỹ Lệ cùng với 2 MC Trương Vũ và Trang Vu xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn đã đồng hành sát cánh với câu lạc bộ chúng tôi trong những năm qua. Xin kính chúc anh chị và các bạn một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Trong đời, thời gian sẽ hàn gắn tất cả những vết thương.
cho dù có phôi pha, nhưng đôi kỷ niệm sẽ trở lại trong ký ức và vàng bạc như áng mây chiều. Kỷ niệm còn mãi vẫn vương, dòng đời còn chìm trong đau khổ. Khi yêu nhau em ơi ta đâu ngờ sẽ có những tiếng hát rất khó phai. Anh yêu trăng yêu gió yêu mây bay, tình yêu muôn đời. Bên nhau ta say sưa đôi nhân tình, hai những chiếc lá úa chiếc lá rơi. Đôi yêu nên xin mãi luôn bên nhau giấc chim bay. Cưng đầu lòng là một.